Chiến thần Thánh Y Đường Tuấn. Chương 2201, nếu anh đã không biết điều thì tôi phế anh trước. Đường Tuấn ngẩng đầu, nói ông muốn giết tôi. Phó Đằng trị nói, giết anh ư? Vậy quá dễ dàng cho anh rồi, tôi phải đưa anh về nước Yên, cắt bỏ tứ chi của anh, bắt anh quỳ xuống sám hối trước mặt kiếm đạo. Anh tự xử đi, hay là để tôi đích thân ra tay. Doanh trại nước Việt bỗng trở nên im lặng, đám đông sôi nổi nhìn về phía Đường Tuấn. Ánh mắt châm chọc có, thản nhiên có. Võ đằng trị, ông đừng có quá đáng. Vết thương của Long Vương đã hồi phục được một ít, ông ta tức giận gào thét. Võ đằng trị mỉa mai, Long Vương, ông là bại tướng dưới tay tôi, không xứng nói chuyện với tôi. Vẻ mặt Long Vương đầy giận dữ, với vết thương trên người thì ông ta đúng là không bảo vệ được đường tuấn, chỉ có thể nhìn phương nguyên minh. Phương nguyên minh và võ đằng trị không phân cao thấp nếu anh ta đồng ý nói giúp cho Đường Tuấn thì có lẽ võ đằng chị sẽ nể mặt. Audio điện tử võ tấn bền. Phương Nguyên Minh cười và nói, Long Vương, ông nhìn tôi làm gì? Ông là thiên nhân của nước Việt Nam, rất là lợi hại nên không cần tôi cầu xin gì cả. Long Vương sắc mặt ủ rũ, trầm giọng nói, Phương Nguyên Minh. Phương Nguyên Minh xua tay, nói, muốn tôi nói giúp anh ta cũng rất đơn giản. Anh ta nhìn Đường Tuấn và nói, giao tập đoàn Thiên Thanh và Hiệp hội Y học cổ truyền ra đây, tôi có thể cầu xin ông Võ Đằng. Võ Đằng chỉ cười và nói, nếu Phương Nguyên Minh xin giúp cho anh ta thì tôi có thể nể mặt, giữ lại tứ chi và tính mạng cho anh ta, nhưng anh ta cần phải quỳ gối 10 năm trước mộ kiếm thánh đại nhân. Phương Nguyên Minh búng ngón tay và nói, tôi đã nói điều kiện rồi, ông tự chọn đi. Long Vương sắc mặt khó coi, quỳ gối suốt 10 năm thì người cũng bị phế từ lâu rồi. Tôi nói rồi, Tôi Đường Tuấn không cần ai bảo vệ. Lúc này, Đường Tuấn bỗng lên tiếng. Giọng nói vang lên, đám đông trở nên yên ắng. Đường Tuấn, anh, Long Vương sắp tức điên rồi, lúc này còn nói những lời ngu xuẩn. Phương Nguyên Minh cười lạnh lùng, nói, rất tốt. Ông Võ Đằng, tôi không nhúng tay vào chuyện này, ông ra tay đi. Dù sao thì sau khi anh ta chết thì tập đoàn Thiên Thanh sẽ rơi vào tay tôi. Võ Đằng chỉ bước chân lên không chung, từng bước đi về phía đường Tuấn, nếu anh đã không biết điều thì tôi phế anh trước. chương 2202, sao có thể như thế được? Sophia nghe vậy thì ngẩn người ra, không còn nói gì nữa. Võ Đằng chỉ từng bước tới gần trong trận doanh của Việt Nam, đao của anh đột nhiên rút khỏi vỏ, hai mũi đao quang liên tiếp hiện qua. Xoẹt xoẹt, ánh đao xẹt qua hai bên của đường Tuấn, trên mặt đất hiện rõ hai vết tích sâu. Đường Tuấn vẫn không nhúc nhích, Võ Đằng chỉ cười nhạt nói, dũng khí cũng không đến nỗi tệ. Có điều hôm nay cậu nhất định phải chết. Năm đó cậu oai phong như thế nào, nhưng hiện tại tôi cứ khiêu khích cậu, cậu có thể làm gì tôi đây? Giờ phút này trong trận doanh của Việt Nam có rất nhiều người tu hành đều sinh ra một nỗi buồn thê lương. Đúng vậy, năm đó Đường Tuấn có thể nói là dùng thực lực của một người trấn áp hai phương Đông và Tây của tu hành giới không dám ngẩng cao đầu, phương Tây bị Việt Nam làm cấm khu, bọn họ cũng có vinh quang nhưng bây giờ đối mặt với khiêu khích như vậy của võ đằng trì đường tuấn vậy mà không chút động lòng chẳng lẽ cậu ta muốn khoanh tay chịu trói sao dù sao cũng là thiên nhân của việt nam ta chết cũng phải chết một cách kiên cường một chút chứ không thể làm mất mặt việt nam ta được sắc mặt nhiều người chợt thay đổi họ đường kia việt nam ta chỉ có nam tử hán chết trận không có người vô tích sự nhát gan còn không ra tay đi chu trí tôn lạnh lùng nói chết cũng muốn chết trong vinh quang quả không hổ danh là thiên nhân của Việt Nam. Thế cậu giờ đây là cái dạng gì, đánh trả cũng không dám à? Thật là mất mặt, loại người như cậu không xứng đáng với hai chữ thiên nhân. Lư Trí Tôn khinh thường nói. Bọn họ nói đến oai phong lẫm liệt buộc đường Tuấn phải chịu chết, nhưng bọn họ lại không nghĩ ra cách ra tay. Thanh Katana trong tay võ đằng chỉ sáng loáng, anh ta cách đường Tuấn chỉ cách không đến 2 mét, cười nói, xem ra hôm nay cậu là đi tìm chết. Ha 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 tay anh ta vừa nhấc thanh katana lên nhắm thẳng vào đường Tuấn. Đường Tuấn ngẩng đầu, nhìn thoáng qua võ đằng trì rồi nói, cũng lâu rồi mới có người dám khiêu khích tôi như vậy. Võ đằng trì nói, thế thì hôm nay cậu đã gặp rồi đấy. Thiên nhân Việt Nam, cùng lắm cũng chỉ như thế. Em mờ thanh vừa dứt thì mũi nhọn từ thanh katana bắn ra, mũi đao chia thành bốn bổ về tứ chi của đường Tuấn. Rất nhiều người Việt Nam nhắm mắt lại, không nỡ nhìn thấy cảnh này. 2. Đường Tuấn nhẹ nhàng thở dài. Rầm rầm, trong không trung phát ra một tiếng rạn nứt. Chương 2203, cùng lắm cũng chỉ như vậy. Võ đằng chỉ sợ hãi, thanh katana này của anh ta là dùng tinh thép mài mấy nghìn lần mới chế tạo thành, thậm chí còn dung hòa với một số kim loại thần bí. Một chiêu toàn lực của anh cũng không có cách nào gây tổn hại lên thanh đao này, vậy mà hiện tại Đường Tuấn lại có thể lập tức chém nứt rồi. Ở khoảng thời gian thất thần Đường Tuấn đã đi đến trước mặt anh ta. 3. Một cái tát tàn nhẫn đánh thẳng vào mặt của võ đằng trì, làm cả người anh ta bay ra phía ngoài. Nước yên số 1 đã khiến cậu rất kiêu ngạo đúng không? Năm đó lúc tôi trấn áp giới võ đạo nước yên sao không thấy cậu xông ra? Đường Tuấn cử động của tay nhìn vẻ mặt lờ mờ của võ đằng trì. Sắc mắt của võ đằng trì đỏ rực, từ lúc anh ta xuất đạo đến nay chưa từng chịu qua nỗi nhục nhã nào như vậy. Giang giác, thanh đao gãy trong tay võ đằng trì cho vào vỏ, biểu cảm trở nên nghiêm nghị hơn, một đao thế trong lúc mơ hồ phát ra. Anh ta đang tích đao thế, anh ta chuẩn bị ra một đao chém gió. Đường Tuấn mau ra tay đi, tuyệt đối không thể để cho anh ta có cơ hội rút đao. Long Vương mặc dù khiếp sợ trước thực lực của Đường Tuấn, nhưng lúc này cũng không kịp suy nghĩ nhiều. Ngược lại nhìn thấy động tác của võ đằng trì thì ông cả kinh, nhanh chóng hô lên. Phương Nguyên Thái chớp mắt nói, trễ rồi Long Vương. Chu Chí Tôn nói, người có tội ắt phải trả. Đường Tuấn xoay người nhìn về phía hai người và dân Việt Nam, trên khuôn mặt lộ vẻ diếu cợt nói, các người thật là có tiền đồ, lúc vào trước hạng người của tiên bảng các người đã phân khích như thế. Việt Nam ta minh mông bờ cõi, bị người đánh tới cửa thì chính các người lại ở đây nói lời châm chọc, thật đúng là có bản lĩnh. Vẻ mặt của Phương Nguyên Thái và Chu Chí Tôn tái nhợt. Nói mấy lời này có ích gì chứ, cậu còn không phải muốn chết sao? có người tức giận nói. Đường Tuấn lắc lắc đầu nói, cái đồ bỏ đi một đao chém gió kia, tôi đứng ở đây để cậu ta chém. Các người mở to con mắt ra mà nhìn cho kỹ, đâu mới là võ đạo. Ngu xuẩn, nghe được lời đường Tuấn nói, võ đằng chỉ không kiềm nén nổi lửa giận trong lòng nữa. 3. Thanh đao gãy vừa ra khỏi vỏ, một ánh đao sáng trong hiện ra. Trong mắt người dân Việt Nam xuất hiện vô số thanh đao, những thanh đao này có thể chém đứt thác nước mấy mét, có thể chém gió, có thể chém đầu người. Một đao này đã chạm tới ngưỡng cửa đao pháp rồi. Phương Nguyên Thái hít mắt lại. Nếu như vừa rồi võ đằng trì xuất một đao này ra, sợ rằng là anh đã phải trọng thương. chương 2204, ai cho phép cậu đánh người ở đây? Đường Tuấn vậy mà thắng rồi, hơn nữa còn là phong thái gần như nghiền nát. Sắc mặt của Phương Nguyên Thái và Chu Chí Tôn cực kỳ khó coi. Vừa rồi Phương Nguyên Thái đấu bất phân thắng bại với võ đằng trì, bọn họ khen một trận mãnh liệt biết bao nhưng bây giờ khi bọn họ xem ra không thể địch lại được võ đằng trì vậy mà đường tuấn có thể dễ dàng chém nứt một cánh tay một nguyên anh đỉnh phong nho nhỏ cũng dám nói chém tứ chi của tôi ư không sợ tôi chút giận lên nước yên khiến người tu hành nước yên các người chết sạch sao đường tuấn nói với giọng điệu âm trầm đầu tóc võ đằng trì muốn nổ tung thống khổ phẫn nộ không cam lòng các loại tâm tình trong lòng anh đều hiện lên ánh mắt anh ta đỏ bừng như máu gào lên tôi muốn cậu phải chết. Hừ, tôi mới là người muốn cậu phải chết. Trên mặt Đường Tuấn lộ ra sát ý, kiếm khí trên ngón tay lần hai bắn ra. Dừng tay, chỉ là tỉ thí thôi mà, ai cho phép cậu giết người? Đúng lúc này một giọng nói ra lệnh vang lên. Mọi người nghe theo tiếng nói nhìn qua, sắc mặt cùng lúc thay đổi. Bula và Sophia nắm tay nhau đến, lời vừa rồi là của Bula. Xin chào hai vị quản lý bao gồm võ đằng trì, phương nguyên thái thì tất cả mọi người cùng lúc hành lễ với hai người, giọng nói đều rất cung kính. Bàn về tu vi thì có thể Sophia và Bula không sánh bằng cao thủ danh tiếng lâu năm như võ đằng trì, nhưng hai người phía sau theo thứ tự là Boder và Antus sở hữu danh xưng là thần tồn tại cũng đủ để bọn họ sợ hãi. Bula đầu tiên là lạnh lùng nhìn lướt qua đường Tuấn, sau đó nhìn về phía của Phương Nguyên Thái nói, Phương Nguyên Thái anh quả nhiên là có mệnh lớn trong người, rõ ràng có thể có được dị quả long ân này. Mấy ngày hôm nay thầy tôi vẫn còn nhắc đến anh một lần, nói tương lai anh có thể là đối thủ của thầy. Nghe được lời của Bula nói, trên mặt Phương Nguyên Thái lộ ra sự hưng phấn lẫn kích động, có thể được thần của quyền pháp đánh giá là vinh hạnh lớn nhất của cuộc đời tôi. Bula nhẹ nhàng gật đầu, thầy của anh là Bô Đơ thật sự đã từng nhắc qua Phương Nguyên Thái, chỉ có điều lời gốc lại là, so với cường giả thần bí kia thì Phương Nguyên Thái này chỉ là người mới còn trẻ tuổi, ngay cả ngón tay của người ta cũng không so được. Hãy cố gắng lên, chờ đại hội xếp hạng tiên bảng lần này kết thúc, có thể tôi sẽ sắp xếp cậu đi gặp thầy của tôi một lần, để thầy chỉ điểm cậu một chút. Bula nói, khuôn mặt Phương Nguyên Thái đỏ lên không ngừng, nói cảm ơn liên tục. Giữa sân, không chỉ trận doanh Việt Nam mà ngay cả người tu hành ở trận doanh khác đều hướng ánh mắt ngưỡng mộ nhìn đến. Bồ Đơ tự mình chỉ dẫn là cơ hội trong mơ của biết bao nhiêu người tu hành tha thiết muốn có chương 2205, hôm nay tôi phải giết anh ta. Sắc mặt Bula trầm xuống nói, ông còn biết đây là đại hội xếp hạng tiên bảng à? Tôi hỏi ông lần nữa, cậu ta có từng vào tiên bảng hay chưa? Long Vương nói, chưa từng nhưng cậu ta. Bula trực tiếp cắt ngang lời của Long Vương mà nói, không có nhưng gì cả. Nếu đã không phải người trong tiên bảng thì lấy tư cách gì mà tham gia bất kỳ cuộc tỉ thí nào chứ? Nhưng mà, trong lòng Long Vương đột nhiên không hiểu vì sao Bula lại đột nhiên nhắm vào đường Tuấn. Bula lần thứ hai cắt ngang lời của Long Vương, ánh mắt xét lạnh nhìn rồi nói, nhưng mà cái gì? Lẽ nào Việt Nam ông là có thể đặc biệt, hay là hắn tương đối đặc biệt? Trên trán Long Vương toát mồ hôi hột, không dám trả lời bất cứ điều gì. Bula cũng không có ý định dừng lại, lạnh lùng nói, nếu như sau này những người khác đều giống như cậu ta làm càn như vậy, thì bọn ta đặc biệt mở đại hội xếp hạng tiên bảng làm cái gì chứ? Một con mèo con chó hay người không liên quan đều có thể tùy tiện lên khiêu chiến tiên bảng cao thủ thì uy nghiêm của cao thủ tiên bảng ở đâu đây? Phương Nguyên Thái cười nói, quản lý nói rất có lý. Cái loại tập tục này đúng là nên giữ lại, miễn cho có vài người lại không tự rõ thân phận của mình. Vừa rồi anh ta nhìn thấy Đường Tuấn giao thủ với võ đằng trì thì đã biết bản thân dù có lật con bài tẩy cũng rất có thể cũng không phải là đối thủ của Đường Tuấn lúc này bula rõ ràng là nhắm vào đường tuấn làm sao anh ta có thể bỏ qua cơ hội này chứ võ đằng chỉ ôm cánh tay bị chặt đứt đi tới trước mặt bula buồn bã nói quản lý người này đã làm trái với quy tắc đại hội mong quản lý xử trí bula vung tay lên nói đây là đương nhiên rồi thầy để cho tôi giám sát tiện thể trừng phạt luôn một số kẻ phạm tội anh ta lúc này mới nhìn về phía đường tuấn biểu cảm hết sức nghiêm túc quát cậu đã biết sai chưa Đường Tuấn tản kiếm khí trên đầu ngón tay đi, cười nói: Tôi có lỗi gì? Bula trầm giọng nói: Làm hại đến người trong Tiên bảng là sai. Tôi là đại diện của Thần quyền pháp, cậu nhìn thấy tôi không hành lễ là sai. Cậu dám nghi ngờ ta cũng là sai. Đường Tuấn nghe vậy, dáng vẻ tươi cười không nhịn được mà mang theo chút xíu cợt nói: Tiên bảng rất lợi hại phải không? Thần của quyền pháp rất lợi hại sao? Cậu chỉ vào võ đằng trì rồi nói: Hôm nay tôi phải giết anh ta. Bula nói cậu mà ra tay lần nữa thì sẽ là kẻ địch của thần quyền Pháp. Audio điện tử võ tấn bền chương 2206, lần này đã nhìn rõ chưa? Trong không trung xuất hiện một vệt trắng dài, quyền kinh rời khỏi cơ thể, sau một khắc sẽ va chạm với kiếm khí của đường Tuấn. Đôi mắt của Bula có chút đắc ý, anh là đệ tử chân truyền của Bô quyền Pháp cũng đã đạt đến 6 phần tinh túy của Bô một quyền này cho dù là trước hạng người của tiên bảng đi nữa cũng phải nghiêm túc đánh trả. Suy, kiếm khí va chạm với quyền kinh, kiếm khí chỉ kiên trì được chút thì đã bị đánh tan. Trong lòng Bula vô cùng đắc ý, nói cũng chỉ như vậy. Vậy sao, Đường Tuấn cười lạnh nói. Trong lòng Bula đột nhiên thấy bất an, quay đầu nhìn võ đằng trì, con người chợt co rút lại. Võ đằng trì còn đang đứng đấy nhưng đầu đã bị cắt đứt rồi, chỉ còn lại cơ thể không đầu phập phồng một tiếng, cơ thể của võ đằng trì từ không trung rơi xuống. Vừa rồi lúc Bula đang đối phó với kiếm khí thì Đường Tuấn đã đánh ra một luồng kiếm khí thứ hai, trực tiếp chém đầu của võ đằng trì. Sắc mặt của Bula tái nhợt, có cảm giác như bị trêu đùa. Tôi muốn cậu phải chết, Bula quát một tiếng. Đường Tuấn cau mày lại rồi nói, dù có là bô ở đây cũng không dám nói chuyện như thế với tôi. Lúc Đường Tuấn nói chuyện thì Bula đã động thủ, lần thứ hai anh ta ra quyền, quyền kinh càng mạnh hơn giống như một dãy núi nhỏ đập tới chỗ của Đường Tuấn. Đôi mắt anh ta lạnh băng, mang theo sát ý kiên quyết. Vừa rồi cậu ta vì giết phó đằng trì mà cố ý dùng một luồng kiếm khí cản trở mình, có thể thấy được cậu ta kiêng rè mình. Mình có cơ hội để giết cậu ta, suy nghĩ chợt hiện ra trong lòng của La. Mà Đường Tuấn lúc này cũng không có động thủ, cậu truyền âm cho Hàn Bảo Long nói, "Bảo Long, đã thấy rõ vài kiếm vừa rồi chưa?" Hàn Bảo Long gật đầu rồi lại lắc đầu. Đường Tuấn nói, cậu nhìn lần nữa, tôi sẽ chỉ dùng tu vi nguyên đan cảnh. Hàn Bảo Long chăm chú nhìn. Hóa ra vừa rồi Đường Tuấn là đang truyền kiếm đạo cho Hàn Bảo Long. Nếu để Bu La biết được thì không biết sẽ nghĩ như thế nào. Đầu ngón tay Đường Tuấn phun ra một luồng kiếm khí va chạm với quyền kình của Bu La. Bỗng nhiên cơ thể Bu La ngưng lại rồi lui về phía sau hai bước. Nhưng sau một khắc thì Bu La lần nữa đánh quyền đến. Anh ta cảm giác được rằng chiêu thức của Đường Tuấn tuy rằng tinh diệu nhưng tu vi lại thấp hơn anh không ít, phần thắng của anh rất lớn. Chương 2207, mày nói nhảm. Không hổ ngươi là đệ tử của Quyền Pháp Chi Thần, ngay cả 10 cao thủ trên tiên bảng cũng đều rất khó chống trả lại với sức mạnh này. Khi Bula ra tay đã thu hút rất nhiều người chú ý đến, thấy anh ta sử dụng quyền pháp cũng có rất nhiều người khen ngợi. Tên tuổi của Quyền Pháp Chi Thần Ban Đê cũng không phải chỉ khoác lác thôi đâu bọn họ cũng từng nghe nói một quyền của Bula đã đập vỡ cả một tòa nhà cao trăm mét. Ba ba, ngay khi nắm đấm của Bula sắp đánh vào người của Đường Tuấn, liền vang lên hai giọng nói trong trẻo. Cùng lúc đó, cơ thể của Bula lại bay ngược ra ngoài, trên mặt của anh ta còn có thêm hai dấu tay nữa. Đừng nói là mày, cho dù bô có ở đó, anh ta cũng không dám ra tay đánh tao. Đường Tuấn thu bàn tay về, Nói, hai cái tát vừa rồi kia chỉ coi như là trừng phạt nho nhỏ dành cho mày thôi." Bula kinh ngạc, anh ta hoàn toàn không biết vừa xảy ra chuyện gì, thậm chí anh ta còn không có nhìn thấy rõ Đường Tuấn ra tay nữa. Vậy nếu vừa rồi không phải là hai cái tát, mà là hai đạo kiếm khí, thì bây giờ đầu của anh ta đã rời chỗ mất rồi. Làm sao có thể chứ? Bula ngơ ngác đùng nguyên tại chỗ, không thể tin nổi. Khuôn mặt xinh đẹp của Sophia hơi trầm xuống, che chở cho Bula và cảnh giác nhìn chầm chầm vào đường Tuấn. Phương Nguyên Thái đứng ra, ngăn ở phía trước của Bula, quát lớn. Đường Tuấn, mày muốn làm gì chứ, có phải lại muốn gây rắc rối cho nước Việt Nam của tao không? Nếu muốn đánh nhau, tao sẽ đánh với mày. Trong doanh trại của Việt Nam, đám người của Chu Trí Tôn nói, đã nhìn thấy chưa, đây mới là đại nghĩa, không ích kỷ giống như một số người. Phương Trí Tôn là tấm gương của chúng tôi. Đường Tuấn liếc anh ta một cái, rồi nói cút đi. Vẻ mặt Phương Nguyên Thái đầy ngạo nghễ nói, chẳng lẽ mày không dám đấu với tao sao? Vừa rồi ngài võ đằng không cẩn thận mới bị mày đánh bại thôi, mày vẫn cho rằng tao sẽ theo bước chân của anh ta sao? Hôm nay tao vừa mới lọt vào 10 người trong tiên bảng, coi như giết ngươi để ăn mừng vậy. Sau khi nói xong, cánh tay của Phương Nguyên Thái đột nhiên phồng lên, ngay lập tức được bao phủ bởi vảy rồng, trực tiếp sử dụng long lân tí chương 2208, quá yếu. Khuôn mặt xinh đẹp của Chu Nhã Nhi tái mét, nói anh có chứng cứ gì không? Đường Tuấn nói, rất đơn giản, nếu anh ta muốn chiếm đoạt Nguyệt Hoa Chi Tinh, nhất định sẽ chọn một giờ của cực âm. Mà anh ta hứa sẽ cưới cô, nên có lẽ đó là giờ âm của âm Nguyệt. Lúc này, Chu Trí Tôn và Chu Nhã Nhi cũng đồng thời choáng váng, bởi vì quả thực phương nguyên minh định ngày cưới là giờ âm của âm Nguyệt. Vốn dĩ ngày này không được tốt cho lắm, Chu Trí Tôn cũng có chút phản đối, nhưng Phương Nguyên Thái lại rất cố chấp, trực tiếp quyết định như vậy. Phương Nguyên Thái, chuyện này là thật sao? Chu Trí Tôn tức giận nói. Ông ta cũng không biết Nguyệt Hoa Chi Tinh trong cơ thể của Chu Nhã Nhi là cái gì, nhưng nếu quả thật bị chiếm đoạt mất, thì kết cục nhất định sẽ cực kỳ thê thảm. Cô ta đường đường là con gái của Trí Tôn ông ta, làm sao có thể bị người khác đối xử như thế? Phương Nguyên Thái nói, Chu Trí Tôn, đừng để bị anh ta lừa trong lòng anh ta hận đường Tuấn đến chết, thật vất vả anh ta mới tìm ra cách chữa khỏi quả rắn ân. Khi gặp được Chu Nhã Nhi, người sở hữu Nguyệt Hoa Chi Tinh, anh ta vốn tưởng rằng sẽ không ai phát hiện ra mọi chuyện, thế nhưng hôm nay lại bị vạch trần ở trước mặt như vậy. Nếu chuyện này bị truyền ra ngoài, danh tiếng của Phương Nguyên Thái chắc chắn sẽ thối giữa ở khắp nước Việt Nam mất. Chu Nhã Nhi hơi do dự nói, tôi muốn hủy bỏ hôn ước. Tao không quan tâm đến cánh tay vải rắn hay long lân tí gì cả, hôm nay tao nhất định phải giết chết mày phương nguyên thái tức giận hét lên cánh tay che đầy vảy của anh ta đột nhiên bị bao phủ bởi ánh sáng đen sau đó đầu một con mãng xả đen nhánh liền xuất hiện cuộn quanh cánh tay của anh ta đang lè lưỡi ra quả nhiên là cánh tay vảy rắn sắc mặt của đám người của chu trí tôn và lưu trí tôn đều xanh mét chuyện này cũng gián tiếp khẳng định những gì đường tuấn nói đều là sự thật vừa nghĩ tới trước đó bọn họ còn hò reo cổ động cho Phương Nguyên Thái mà cảm thấy vô cùng xấu hổ. Phương Nguyên Thái cười độc ác, nhìn Đường Tuấn nói, vừa rồi khi ta chiến đấu với võ đằng trí, hoàn toàn chưa phát huy hết sức lực của mình đâu. Lúc nói chuyện, cánh tay của anh ta khẽ run lên, cái đầu của con mãng xà đen kia liền tách ra khỏi cánh tay của anh ta, há to miệng dính đầy máu ra định cắn Đường Tuấn. Sắc mặt của Long Vương đột nhiên thay đổi, thất thanh nói, thực lực này đã đạt tới 5 người đầu tiên trong bảng tiên rồi. chương 2209, tôi nhớ rồi. Đợi khi kiếm khí tiêu tán đi, mọi người chỉ thấy Đường Tuấn và Phương Nguyên Thái đều không nhúc nhích gì. Hóa ra mày vẫn chưa rớt lại ở phía sau à? Ánh mắt của Phương Nguyên Thái đầy phức tạp nhìn Đường Tuấn. Phù phù. Phương Nguyên Thái lắc nhẹ người qua, rồi sau đó rơi từ trên không trung xuống phía dưới hẻm núi sâu thẳm. Ở bên ngoài cơ thể của anh ta không có bất kỳ vết thương nào, nhưng sinh khí của anh ta đã bị kiếm của đường tuấn cắt đứt rồi. Thanh kiếm vừa rồi có thể sánh ngang ba người đứng đầu trong tiên bảng đó. Long vương ngơ ngác nói. Hai mắt anh ta đỏ hoe lên, không kiềm được mà rơi nước mắt nói, vẫn là mày đi trước mất. Bula và Sophia đều choáng váng, khi đứng ở sau lưng của Phương Nguyên Thái thì bọn họ cảm thấy một kiếm vừa rồi giống như sợ hơi thở của cái chết vậy. Nói cách khác, vào thời khắc đó, nếu như Đường Tuấn muốn thì bọn họ cũng không thể sống sót được. Anh ta không dám giết chúng ta, chính là vì sợ thầy của chúng ta đó. Một lát sau, Bula đột nhiên hét lên. Mọi người đều im lặng. Đúng vậy, quả thực Đường Tuấn rất lợi hại. Một kiếm đó có thể sánh ngang với ba người đứng đầu trong tiên bảng. Nhưng làm sao ba người đứng đầu trong tiên bảng có thể yếu như thế? Nếu đánh nhau thật, ai thắng ai thua vẫn là chưa biết được. 33 ba ba. Ngay khi Bula vừa dứt lời, Đường Tuấn lại như một bóng ma xuất hiện trước mặt anh ta, rồi lại tát thẳng vào mặt anh ta. Lần đánh này khiến Bula rụng xuống mấy cái răng, miệng đầy máu tươi. Mày hỏi Border thử xem tao có sợ anh ta không? Đường Tuấn khẽ chuyển động cổ tay. Danh sách tiên trăm tên, ba vị trí phía trước chưa từng thay đổi. Thần Vương Thản Đinh, Phong Bạo Chi Thần Atha tư cùng Quyền Pháp Chi Thần Ban Đê, được mọi người gọi là sự tồn tại của các vị thần. Trên trái đất này, lời nói của ba người bọn họ còn có trọng lượng hơn người lãnh đạo của rất nhiều quốc gia tại nam phi ban đê hệt như một vị thần có rất nhiều người xem ông ta như là một tín ngưỡng đường tuấn vừa nói xong sắc mặt của tất cả mọi người đều biến đổi bố lặp nhìn đường tuấn cười nói rất tốt tôi sẽ đem những lời này nói lại cho lão sư nghe bốp bốp đường tuấn giơ hai tay lên đánh vào mặt của bố lặp rồi nói không cần chuyển lời anh bây giờ nói cho ban đê biết kêu ông ta lập tức đến đây, nếu không tự gánh lấy hậu quả. Bố Lạp trong mắt tràn đầy vẻ thù hận, nói tôi nhớ rồi. Chương 2210, lão sư chính là anh ta. Đường Tuấn vừa rồi thực sự khiến người ta kinh ngạc và thu hút sự chú ý của rất nhiều người, nhưng bây giờ đối với Đường Tuấn, bọn họ chỉ có hối hận cùng cười lạnh, 10 năm nữa có lẽ Đường Tuấn mới có khả năng so tài cùng Ban Đê, lúc này còn quá sớm, nếu thật sự ra tay, e rằng Đường Tuấn chỉ còn con đường chết long vương nhìn đường tuấn thở dài nói anh thật sự quá hấp tấp rồi đợi lát nữa ban đê tới anh không cần lên tiếng để đó cho tôi tôi không tin ban đê dám đối đầu với toàn bộ hoa hạ bây giờ đường tuấn là đệ nhất cao thủ của hoa hạ bất luận như thế nào đều phải bảo vệ tính mạng của anh ta đường tuấn khoát tay áo nói nghe tôi đi tôi không để ban đê ở trong mắt mình đâu long vương lắc đầu nói anh vừa trở về vốn không biết ba người đứng đầu bảng tiên đáng sợ như thế nào. Ai dám làm tổn thương đệ tử của lão? Lão tới rồi đây, mau đứng ra cho lão. Hòn đảo bên ngoài bỗng nhiên xuất hiện một ánh sáng gay gắt đến chói mắt, đồng thời một âm thanh như tiếng sấm vang lên. Sau tiếng ẩm vang, lá chắn bảo vệ ở trung tâm của hòn đảo dường như bị áp đảo, tiếp đó bị xé toạc bởi một lực khủng khiếp. Trên hòn đảo tất cả người tu hành đều tỏ ra sợ hãi khi chứng kiến cảnh tượng này. Cường giả cấp thần đã đến. Là quyền pháp chi thần Ban Đê. Anh nghe rồi chứ, hình như có người đã thương đệ tử của Ban Đê, cho nên Ban Đê mới tức giận đến đây. Thực sự là không biết sống chết mà, xem ra là muốn mất mạng dưới tay của Ban Đê. Ở trung tâm đảo, Ban Đê đứng trên không, thần quang chiếu khắp người hắn, ngưng trọng nhìn mọi người phía dưới. Trên mặt bố lạp lộ ra vui mừng, vội vàng bước đến, quỳ xuống trên không trung nói, sư phụ gặp được người rồi. Ban đê nhìn thấy máu ứ động cùng dấu bàn tay trên mặt bố lạp, trong tròng mắt lửa giận cơ hồ muốn tuôn ra. Lão chắp hai tay sau lưng, trầm giọng nói, ai dám làm tổn thương đệ tử của lão. Bước ra đây, lão sẽ không làm liên lụy những người khác. Nghe vậy Long Vương thở dài đứng ra, đem đường Tuấn bảo vệ ở phía sau, nói thưa ban đê tiên sinh, chuyện này có chút hiểu lầm. Hiểu lầm. Ban đê sắc mặt trầm xuống, khẽ rên một tiếng, cơ thể Long Vương lập tức lùi về phía sau, đồng thời phun ra một ngụm lớn máu tươi. Long Vương vừa lui bước, đúng lúc đường Tuấn lù lù xuất hiện ở phía sau. Audio điện tử võ tấn bền Hết chương 2210